là những cá thể tinh hoa trong một cộng đồng ưu tú. Những nhà sưu tầm danh tiếng luôn mang trong mình tình yêu với những biểu tượng nguyên bản, thanh lịch, kiêu hãnh, định danh chủ sở hữu. Bộ sưu tập biểu tượng phiên bản giới hạn không thuộc về số đông. Khởi nguồn từ những giá trị biểu tượng đầy nguyên bản. Kiến tạo bởi nhà phát triển lừng danh. Kế thừa trọn vẹn văn hóa giao thương của Hà Nội 36 phố phường. Lưu giữ tinh hoa của kỷ nguyên phố mới. Từ đó, một kiệt tác bất động sản được ra đời. Tọa lạc đắc địa tại tâm điểm giao thương, nơi khu phố đông sầm uất. Quy hoạch nổi bật chức năng thương mại với 71 căn hai mặt tiền kinh doanh. Thiết kế ấn tượng với những chi tiết độc đáo, duy mỹ, sôi động, vượt thời gian. Bộ sưu tập 71 tác phẩm nghệ thuật của những nhà sưu tầm biểu tượng kinh điển. Block 15, Germaine Centre Park. Từ nguyên bản tới độc bản, một sản phẩm tinh hoa đầy ấn tượng đến từ nhà phát triển bất động sản Bitexco.